Xin chào quý thầy cô, anh chị và các bạn thân mến. Em tên là Trần Thị Thu Trang, là sinh viên khóa 3 của Đại học EDX. Mã số sinh viên của em là CUV021HP021. Và trong video ngày hôm nay của bộ môn Nguyên lý Kế toán, em sẽ đi giải thích phần bài tập về nhà mà mình đã làm. Thì đầu tiên đây chúng ta có đề bài của bài tập 1 cho biết tình hình tài sản của doanh nghiệp B, gồm những cái tài khoản, tài sản như sau. Và trong tháng thì có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, thì yêu cầu thứ nhất đó là lập bảng cân đối kế toán tại ngày 1/4/2022. Thì ở đây em đã lập ra bảng cân đối tài khoản, thì cái bảng cân đối kế toán chính là cái số liệu của cái số dư đầu kỳ. Đầu tiên đó là về tiền mặt của cái đầu kỳ, đó là tại ngày 1/4/2022 thì tiền mặt đang có là 100.000. Thì đây là mặt tài sản, cho nên chúng ta sẽ ghi vào nợ, bao gồm cả tiền gửi ngân hàng 150.000, phải thu của người mua là 150.000, nguyên vật liệu và hàng mua đi đường thì đó là nằm trong cái mục tài sản. Về hao mòn tài sản cố định thì nó cũng nằm trong mục tài sản, nhưng mà chúng ta sẽ ghi ở bên đó là bên có, đó là 150.000, bao gồm đó là phải trả người bán, nguồn vốn kinh doanh, vay ngắn hạn và lợi nhuận chưa phối. Thì tổng của hai cái cột này chúng ta sẽ có giá trị bằng nhau, đó là 1.940.000, đó là số liệu của số dư đầu kỳ trong bảng cân đối kế toán. Và trong tháng thì có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh như sau. Đầu tiên đó là mua công cụ dụng cụ là 45.000 và đã thanh toán toàn bộ bằng tiền mặt. Mua công cụ dụng cụ là chúng ta sẽ nằm ở trong mục tài sản, chúng ta sẽ có thêm đó là công cụ dụng cụ. Và cái công cụ dụng cụ này mua vào tức là tăng lên, chúng ta sẽ ghi vào nợ, đó là 45.000. Và thanh toán bằng toàn bộ tiền mặt, tức là số tiền mặt sẽ giảm đi, đó là 45.000. Tiếp đến mua vật liệu của công ty Y, tổng thanh toán là 71.500. Tức là chúng ta sẽ có cái phần mua vật liệu này, tức là nguyên liệu vật liệu sẽ tăng lên, đó là 71.500. Nó nằm trong phần đó là nguyên vật liệu, nằm trong mục tài sản, thì chúng ta sẽ ghi vào bên nợ. Nhưng mà doanh nghiệp B lại đã thanh toán bằng 1/2 tiền hàng, tức là nó mới trả được thông qua chuyển khoản, đó là một nửa số tiền, thì sẽ có đó là 35.000. Ngân hàng sẽ giả đến đó là 35.750.000, và số phải trả còn lại cho người bán đó là 35.750 đồng. Tiếp đến đó là vật liệu đi đường tháng trước vì nhập kho, chi phí vận chuyển, bốc rỡ, thì chúng ta sẽ ghi vào đó là hàng hóa. Phần hàng hóa này thì tức là nó đã tăng lên, nó vào phần chi phí đó là 2.500, và được thanh toán bằng tiền mặt thì chúng ta sẽ có tiền mặt giảm đi, đó là 2.500. Tiếp đến tính lương cho nhân viên tổng giá trị nhưng mà chưa thanh toán, thì tức là phải trả người lao động, đó là chúng ta sẽ có tài khoản 334, đó là 100.000. Và do là chưa thanh toán cho nên chúng ta sẽ có thêm một tài khoản nữa, đó là tài khoản chi phí phải trả, nó cũng là 100.000. Và tổng của hai cái này cộng thêm với yêu cầu số 5, đó là dùng tài khoản gửi ngân hàng trả bớt cho người bán, tức là nợ người bán sẽ giảm đi. Phải trả cho người bán sẽ giảm đi, đó là 52.000. Và tiền gửi ngân hàng cũng sẽ phải giảm đi, đó là 52.000. Như vậy, sau khi tổng phát sinh trong kỳ, chúng ta sẽ còn đó là 271.000. Sau đấy, để tính được số phát sinh cuối kỳ, chúng ta sẽ có lấy tổng số nợ ban đầu của mặt tài sản này, cộng với số nợ và trừ đi số có, tức là số tiền đã giảm, thì chúng ta sẽ còn lại đó là 2.023.750 đồng. Và chúng ta có hai bảng cân đối bằng nhau. Thì đó là phần của bài tập 1. Tiếp theo đó là bài tập 2. Ở bài tập 2 chúng ta cũng có các yêu cầu, đó là bảng cân đối kế toán, định khoản và lập bảng cân đối kế toán tại ngày 31/1. Thì đầu tiên đối với ở đây chúng ta có bảng cân đối kế toán, đó cũng chính là số dư đầu kỳ, bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, phải thu khách hàng, nguyên vật liệu và tài sản cố định hữu hình. Và trong tháng thì sẽ có các phát sinh như sau, đó là khách hàng trả tiền mua hàng chịu từ kỳ trước bằng tiền mặt, tức là phải thu của khách hàng chúng ta sẽ giảm đi, sẽ ghi vào được đó là ở bên có, là số tiền mà khách hàng đã trả đó là 10.000 đồng. Và khách hàng trả bằng tiền mặt thì số tiền mặt chúng ta sẽ tăng lên khi vào nợ, đó là gồm có 10.000 đồng.
Tiếp đến dùng tiền gửi ngân hàng để mua tài sản cố định hữu hình là 40.000, thì trước hết chúng ta sẽ có tiền gửi ngân hàng dùng để đi mua, thì cái số tài khoản 112 đó là tiền gửi ngân hàng sẽ giảm đi, đó là 40.000 đồng, và tài sản cố định hữu hình sẽ tăng lên và ghi ở bên nợ, đó là 40.000, ở đây là một tài sản. Tiếp theo đó là dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ cho người bán 30.000 và rút về quỹ tiền mặt, có nghĩa là tổng cái số tiền gửi ngân hàng mà chúng ta dùng ở đây đó là 50.000, thì tiền gửi ngân hàng nó sẽ có, tức là giảm đi ở đây. Giảm đi ở đây đó là 50.000. Rút về quỹ tiền mặt thì tiền mặt sẽ tăng lên 20.000. Tiền mặt sẽ tăng lên 20.000 và số nợ của người bán sẽ giảm đi 30.000. Số nợ của người bán đây chúng ta giảm được đi 30.000. Tiếp theo đó là dùng tiền mặt để trả lương cho công nhân viên là 20.000, tức là số tiền mặt sẽ giảm đi 20.000 ở đây. Và số lương trả cho công nhân viên sẽ tăng lên, đó là 20.000. Tiếp đến chúng ta lại dùng tiếp tiền gửi ngân hàng để trả vay ngắn hạn ngân hàng, đó là 50.000, thì tiền gửi ngân hàng sẽ phải giảm đi, tức là phát sinh có trong kỳ đó là 50.000 và vay ngắn hạn sẽ giảm đi 50.000. Ở đây chúng ta sẽ ghi vào mục nợ, nợ tài khoản 341. Tiếp với yêu cầu cuối cùng đó là mua nguyên vật liệu nhập kho giá 20.000 nhưng chưa trả tiền cho người bán, thì mua nguyên vật liệu ở đây tức là chúng ta có tài khoản 152, nguyên vật liệu sẽ tăng thêm, đó là 20.000. Và chưa trả tiền cho người bán thì số tiền phải trả cho người bán đó là chúng ta sẽ có tài khoản 331.